Ủa thường nay người ta cúng cái gì mà? Chủ yếu là xôi, cơm rượu. Xôi, cơm rượu hả? Bánh uống thôi đó, bánh uống cho với trái cây. À. Có người thì heo quay, vịt quay cũng làm mâm cơm sơ sơ vậy đó, rồi để làm mâm cơm tại cát là cúng nửa năm. Ấm mà, giờ mới 7 giờ. À, sáng nay đi chợ sớm rồi, xíu nữa mình về đi làm. Sẵn nay chợ đông vui, để quay cho bà con cô bác xem chơi vui nha. Giống đây giống như là chợ chợ trời ở nước ngoài vậy đó. Quá trời loại rau, quá trời cải luôn nè. À. Nhiều bà con hàng xóm đây đó. Rồi, chào các anh chị và các bạn. Hôm nay Tết 1 năm tháng 5 chúng ta đi chợ Cô Giang nha. Này có sự tham gia của má. Để xem má mua gì mình ghé theo xem chơi nha. Nhà nó dài cũng hai mấy mét đó mà. Ở đây là đường Đề Thám. Phải bánh ú quá trời luôn rồi, một xe bánh ú. Quá có mua không? Bánh này có nhiều loại lắm. Thấy nhiều nhiều màu á. Có loại không nhân nữa không? Ủa cho là cái nào á là giống như là cái bột là ngâm nước cho hả? Không biết cái đó cái này bánh cho à, mà xe trái cây. Này quá trời trái giải luôn. Đây là giá thiệu không á? À, quá trời luôn. À, xe trái cây đậu dài 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 dài. Chưa? Vậy à? Con lên phụ chơi. Dạ. À đi con đi vòng với má rồi, hồi con đi đó. À trái cốc. Cốc chín. Thường nay người ta cúng cái gì mà? Chủ yếu là xôi, cơm rượu. Xôi, cơm rượu hả? Bánh uống thôi đó, bánh uống cho với trái cây. À. Có người thì heo quay, vịt quay cũng làm mâm cơm sơ sơ vậy đó, rồi để làm mâm cơm tại cát là cúng nửa năm. Ta có điều kiện, còn ta có thời gian còn khó gì. Chủ yếu là bánh cho với trái cây. Xe cá di động luôn. Ủa hồi có mua cái lá treo không á? Cái lá đó là để giết trừ tà. À giết trừ tà. À đồ cúng. Có giống chậu cao đó nha má. Ủa có trái cao nữa má?
có chậu cao nữa hả? Không. Thấy có trái cao nữa kìa. Chậu cao là tùy theo người thôi. Nè, chôm chôm nè, đồ quá trời luôn. Mày ở dưới quê mới cúng nhiều, cúng lớn. Ở bên đây chỉ cúng trái cây thôi. À, bên đây là mặt đường Cô Giang. Vua hay cúng bánh xèo đó, làm dịch. Đi má luôn. À, mình quay trở lại nha, quay trở lại ở bên đây coi có gì không. Ủa má mua bông chưa? À. Thôi sách cho. Còn sớm mà, giờ mới 7 giờ. À, sáng nay đi chợ sớm rồi, xíu nữa mình về đi làm. Sáng nay chợ đông vui, để quay cho bà con cô bác xem chơi vui nha. Giống đây giống như là chợ trời ở nước ngoài vậy đó. Nằm dọc hai bên đường. Cái chợ này thì không có nhà lồng chợ ha. Qua bánh ú nè, quá trời luôn. Bánh ú rồi trái cây nữa. Bánh ú thì ở nhà có rồi, hôm nay không biết má có mua nữa không. Hôm nay vắng không á? Tại năm ngoái là ngày chủ nhật cái gì á? Bánh ú năm nay má bán hơn mọi năm. Đây là ta mua ít. Quá à. Cá gì? Quầy rau cải. Cái sạp thịt. Tôm. Nhìn chung thì chợ hôm nay năm nay vắng hơn năm rồi. Như năm rồi em có quay cái video này nhưng mà chợ đông. Năm nay đông, ủa năm rồi đông là có thằng đồng chứ nỉ. Năm nay thì đang phải ngày chủ nhật nên đồng chưa dậy. Thì cũng đi làm mà. Nó nấu về tìm hả? Đây là hãng xe Samco nè. Ngày xưa là Isuzu, rồi trước đó nữa là hãng thuốc Mia trắng gì đó, rồi trường 30 tháng 4. Đây bán hoa quá trời luôn nè. Quá trời hoa luôn. Bánh ú nữa nè. Bánh ú thì ở nhà có mấy chục rồi nên nay mình đi coi. Bánh ú gì? Thấy người ta bán vắng quá mình cũng ngại lại hỏi. Mới sáng sớm. Đây cái nào má mua mình hỏi ha. Chỗ này bán vịt hả má? Vịt đông lạnh, vịt người ta làm sẵn rồi.
cá. Bên kia là chung cư Cô Giang ngày xưa nè, bây giờ đã giải tỏa rồi nè. Đó. Sau cái vách tôn là một cái mảnh đất trống, đang làm móng chuẩn bị xây cái Novaland lên. Có mua lồng nữa hả? Này quyết gì mà có dịch luôn hả? Có dịch nào có để nếp không? Có nếp nè. Có loại riêng nữa ha. Riêng chứ đâu có để chung được. Má lấy dịch mấy con. Má lấy má. Cái đó là nhiêu miếng? Miếng có nếp là nhiêu miếng hay chị? Nếp này 10.000 miếng. Ở tổng này cũng 10.000. Đúng rồi. Thôi má lấy miếng đó. Chung lấy một miếng. Đi chung hả? Dạ. Con gãy thôi á. Đây con gà. Con dịch. Con gà chua dịch, đừng lấy dịch, bán cho má. Dịch này bự quá má. Bự mới có nạt anh ơi, 270. Mấy ký hả? 327. Mỗi chặt luôn giùm đi. Thôi chặt đợi con chút xíu đem cái bán gà. Chặt luôn, chặt một cái dạng dừa thôi, đừng có nhỏ gì. Đi. Nấu tìm á. Tìm. Đợi con chút xíu ta con lên làm gà đi. Hai con làm gà. Đây là cái này nè, 12 là 28, 209. Rồi. Đây. 209. Kịp, còn xong con này nó xong rồi nè. Chắc chút quay lại lấy không? Chút quay lại con lấy. Chút nữa đó, chút để cho lại lấy nha. Dạ, trả tiền nè. Ủa, đâu dịch tiệm phải là dịch quay không á? Quay bây giờ quay tiệm. Đó đâu rồi không? Bạn thấy hay má hay nấu vịt quay không? Đi dạo, đi dạo. Đi. Ông không biết cái này ông bán cho ta. Cái này có món cà tím nữa hả? Cà tím nướng nữa. À, bên kia bán quần áo. Còn con vịt đó bự ghê luôn á, 2,7 ký mà. Chưa làm chắc nó cỡ 3 ký, 4 ký, 3 ký mấy nha. Má nói gì? Con vịt ở nhà mình ăn chắc mấy bữa. Thấy con quá hả? Ba ngồi lại nhai không? Bữa con nhỏ. Bữa nó ký mấy. Qua đây chợ cá lấn ra tới đây luôn. Quá trời cá. Chợ chứ có khúc này đông nhất rồi. Mấy khúc kia vắng que. Là tập trung ở chỗ ngã tư này. Giao lộ Đề Thám với Cô Giang. Lá chuối hả? Lá chuối.
Má định mua gì? À, đây là sạp rau cải. Má có mua trái cây không má? Bao nhiêu vậy? Hai ký ba lấy luôn đi chị. Má có cúng trái cây không? À, đây là nấm rơm đó nè, à, bắp non đó, ngó sen. Cái này bỏ vô cái mì ha, bỏ vịt tiệm ha. À. Còn vịt tiệm nữa là chủ tiệm củ năng với củ sen đồ với nấm đồ thôi. Dạ. À, khúc này đồng quá. Quá trời loại rau, quá trời cải luôn nè. Rồi chúng ta đi lại đây mình mua bông nha. À. À, trái vải 70.000 ký là mắc hay rẻ má? Giá rồi, giá bình quân á, giá ổn tài luôn. À, đầu mùa hả má? Không mà năm nay dễ nó hút. À. À, chỗ này đông quá nè, chỗ này bán hoa. À, mình lại mua hoa với lá sông nha. Ủa lá treo tường. À, rất là đông luôn. Bên đây đi, con mua lá bên đây. Nè, nào? Nè lá bên đây nè. Lá 10.000 mua không có con. Ủng hộ quá mà. Này bông gì mà bông cúc hả? Đây con cầm luôn. Con loại đó con lấy dịch cho má nha. Rồi. Rồi đó. Rồi giờ đi.
nhiều bà con hàng xóm đây. Dạ. Chương trình đi chợ đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại bà con cô bác trong những video tiếp theo nha. Chúc bà con có ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Rồi, cảm ơn bà con đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Vĩnh Lâm TV nha. Một số hình ảnh ở chợ Cô Giang gửi bà con xem không khí ngày Tết ở đây đông vui tấp nập. Những xe trái cây, những xe hoa rất là đông luôn.